được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Luật Siêu Dễ, một chương trình giúp cho tất cả những người dân sẽ hiểu rõ hơn về luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào 17 giờ Chủ nhật hàng tuần và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với luật chơi. Hai người chơi phải đối mặt với 10 câu hỏi được niêm phong. Người chơi lần lượt trả lời các câu hỏi cho đến khi trả lời sai và hoán đổi vị trí cho người còn lại. Mỗi câu hỏi chứa phần tiền thưởng tương ứng với độ khó, trong đó có hai câu hỏi may mắn chứa phần thưởng lớn tới 10 triệu đồng chưa kèm giá trị câu hỏi. Cuộc chơi sẽ kết thúc ở câu thứ 6. Người còn được đứng lại trên bục chơi chính sau 6 câu sẽ là người chiến thắng và hưởng toàn bộ số tiền kiếm được ở cả chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình nào của chúng tôi thì cũng đều cần đến những người hiểu luật, nắm luật thật chắc. Đó là những người sẽ đưa ra những câu trả lời chính xác nhất và giải đáp những thắc mắc không chỉ cho những người chơi trong chương trình mà cả khán giả xem truyền hình nữa. Đó chính là ban cố vấn. Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Hoàng Trọng Giáp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu đại úy thạc sĩ Phùng Thị Ngọc Anh, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 1 Bộ đội Biên phòng. Xin cảm ơn hai cố vấn đã dành thời gian đến với chương trình. Hy vọng rằng hôm nay sẽ là những câu trả lời hết sức vui nhộn và dí dỏm mà hai cố vấn sẽ dành cho chương trình của chúng tôi. Và những người chơi chính sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng làm quen với hai người chơi, đó là cô Nguyễn Thị Lịch, bà trùm phường Xoan Cổ duy nhất ở vùng đất tổ. Phía bên này thì chúng ta sẽ cùng đến với nghệ nhân ưu tú Bùi Bích Thìn, mế củ Cồng Chiêng Mường. Cảm ơn mế và cảm ơn các chị nhá. Chiêng này gọi là chiêng gì ạ? Chiêng bé hay chiêng to, chiêng nhỡ hay là chiêng gì ạ? Đây gọi là chiêng con của trong bộ Cồng Chiêng Mường. À, chiêng con. Vâng. Thế còn các chị kia là cầm chiêng mẹ với cả chiêng bố. Vâng, báo cáo với anh là trong cái bộ Cồng Chiêng thì chiêng to là chiêng bố, chiêng mẹ. Vâng. Và chiêng nhỡ là chiêng của những người trung tuổi và chiêng con là em bé. Vâng. Vâng. Thế sao là mế lại cầm lại thế này? Thực ra là một người rất là già và một người rất bé, cuối cùng nó vẫn trở lại một cái hình thái như nhau. Chương trình của chúng tôi thì chỉ mời có một người chơi thôi, nhưng mà đội của mế hôm nay là tính sơ sơ là đến 7 người. Như vậy là chúng ta vừa nghe thấy tiếng chiêng của nghệ nhân ưu tú. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếng trống của nghệ nhân nhân dân cùng với các thành viên trong câu lạc bộ hát xoan của mình ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin kính chào và kính mời quý khán giả hãy nhanh chóng trở lại tỉnh Phú Thọ chúng tôi để tìm hiểu thêm về cái loại hình nghệ thuật này, đó là hát xoan Phú Thọ. Vâng. Đây là cái hát của cái chặng hát hội, tức là hát bỏ bộ. Vâng. Đây là những cái động tác để mô phỏng lên cái đời sống hiện tại của cái thời Việt cổ lúc bây giờ. Mới có khúc gạo đầu thôi thì chúng ta đã được tận hưởng những không gian văn hóa, những sắc màu văn hóa khác nhau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình và có kèm theo câu hỏi mỗi tuần một điều luật. Lên xuống như một buổi tuyên truyền vận động của các chiến sĩ biên phòng tỉnh Điện Biên. Tôi từng đi địa bàn thì tôi thấy bà con ở đấy là thách cưới, là thách cưới rất là cao. Thì trường hợp như vậy thì là có vi phạm pháp luật không? Các vấn đề như tập trung đẩy lùi hủ tục trong hôn nhân và gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phổ biến kiến thức về luật hôn nhân và gia đình đang được giới thiệu đến bà con.
Các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới đã phối hợp với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình. Những hoạt động thiết thực của Bộ đội Biên phòng đã từng bước nâng cao nhận thức pháp luật trong người dân, đồng thời cải thiện chất lượng dân số ở khu vực này. Thị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt một số các hoạt động, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện các hộ gia đình có các biểu hiện tranh chấp, bất hòa để có biện pháp giúp đỡ, hòa giải, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra bạo lực gia đình, phải ly hôn. Chị và chồng làm gì vậy? To tiếng với nhau thế? Cách tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng rất là dễ hiểu và dân rất là quý Bộ đội Biên phòng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội, luật hôn nhân và gia đình cũng có những bước thay đổi mạnh mẽ để đảm bảo quyền lợi và mang đến cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Tôi, Thượng úy Vàng A Bia, thay mặt cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, xin gửi đến các bạn câu hỏi mỗi tuần một điều luật. Anh An và chị Bình đã ly hôn. Theo thỏa thuận hai bên, chị Bình là người trực tiếp nuôi cháu Hòa là con chung của hai người và anh An có nghĩa vụ cấp dưỡng 5 triệu đồng trên tháng. Từ năm 2022 đến nay, chị Bình đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, gửi lại cháu Hòa cho ông bà ngoại nuôi, chị vẫn gửi tiền hàng tháng. Trong trường hợp anh An gửi đơn lên tòa án đề nghị thay đổi quyền nuôi con thì tòa án có quyết định thay đổi quyền trực tiếp nuôi con từ chị Bình sang anh An không? Vì sao? Người dân và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xin gửi lời chào đến chương trình Luật Siêu Dế. Chúc các bạn trả lời đúng câu hỏi. Câu hỏi này cá nhân tôi suy nghĩ rằng nó không khó lắm. Cho nên là sau hiệu lệnh của MC thì hai người sẽ bấm chuông xem ai là người giành quyền trả lời trước. 5, 4, 3, 2, 1, bấm chuông. Nghệ nhân ưu tú, với câu hỏi vừa rồi thì đáp án của cô là thế nào? Thì theo tôi là không được. Không được, vì sao ạ? Không được là bởi vì là hai anh chị ly hôn là được tòa án giải quyết cho ly hôn. Và tất cả các điều khoản thì là được tòa án đưa ra. Và hai người đã thỏa thuận. Bây giờ muốn đổi lại cái quyền nuôi con thì hai người lại phải có một cái sự thỏa thuận mà được tòa án chấp thuận. Thế còn nghệ sĩ nhân dân thì cô nghĩ sao về câu trả lời vừa rồi? Như tôi cũng đồng ý với bà là không được. Bởi vì chúng ta phải chấp hành luật của nhà nước, tòa án đã giải quyết cho ai, người đó phải được sự đồng ý của tòa án. Nhưng tòa án giải quyết là khi chị ấy là người trực tiếp nuôi con. Vâng. Nhưng chị ấy không nuôi được con mà phải gửi cho người khác nuôi con. Và anh ấy lại muốn đón con về để thực hiện cái quyền đấy thì không được. Thì tôi nghĩ thế này này, kể vợ nuôi cũng được mà chồng nuôi cũng được. Tôi nghĩ là chồng cũng như vợ đều có trách nhiệm nuôi con. Thế tôi xin đổi lại, tức là tôi nhất trí là được ạ. Anh ấy có quyền đón con về nuôi ạ. Còn cô thì nghĩ là không được. Tôi vẫn nghĩ là không được. Tôi đã lắng nghe câu trả lời của hai nghệ nhân. Và cái đáp án chính xác ở đây là thuộc về nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch. Theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 84 luật hôn nhân gia đình năm 2014, pháp luật đã có quy định cụ thể người chồng hoặc người vợ được quyền yêu cầu tòa án thay đổi quyền nuôi con nếu thuộc một trong các căn cứ đó là người còn lại không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con. Mà điều kiện trực tiếp ở đây được hiểu rằng là phải trực tiếp bên cạnh con hoặc là có thời gian chăm sóc, thời gian nuôi dưỡng con. Và pháp luật quy định như vậy với cái ý nghĩa là cái quyền nuôi con là cái quyền tối cao của bố hoặc mẹ chứ không phải là gửi cho ông bà ngoại hoặc ông bà nội. Do đó câu trả lời là anh mình có quyền được yêu cầu tòa án thay đổi quyền nuôi con. Vậy là câu trả lời của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch là hoàn toàn chính xác. Chúc mừng cô. Như vậy mới tìm chủ tịch câu lạc bộ cồng chiêng ở Thạch Thất bấm chuông nhanh nhưng mà câu trả lời thì chưa chính xác. Cho nên là người chơi ở vị trí chính đó chính là nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch sẽ bước lên đây. Xin mời ạ. Xin vui lòng thông báo với cô Nguyễn Thị Lịch với câu trả lời đúng vừa rồi thì cô đã nạp vào tài khoản của mình 1 triệu đồng. Chúc mừng cô. Bây giờ nhiệm vụ của người chơi khá là đơn giản, tức là phải tìm cho mình một con số
mà cô cho rằng đó là con số may mắn? Tôi xin chọn câu hỏi số 5 ạ. Xin mời câu hỏi số 5 ạ. Giá trị của câu hỏi số 5 là 4 triệu đồng. Trời ơi. Nội dung của câu hỏi là luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về mang thai hộ. Đây là một bước đột phá trong công tác lập pháp, mở ra niềm hy vọng mới cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Bạn cho biết dữ kiện nào dưới đây chưa đúng quy định về điều kiện đối với người được nhờ mang thai hộ? A. Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. B. Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ, đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. C. Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. D. Đã được tư vấn về y tế tâm lý. Thứ nhất, thân thích họ hàng không thể mang thai hộ được. Cái thân thích họ hàng nó còn dòng huyết thống nữa. Nếu như chúng ta mang thai hộ thì nó sẽ có những cái rủi ro nó sẽ xảy ra. Ví dụ như hai chị em ruột thì bây giờ là cô em ruột mang thai hộ chị có được không? Theo tôi á, đáp án D, đã được tư vấn về y tế tâm lý. Tức là cô dùng phương pháp loại trừ hay không, là loại trừ. Bởi vì là cái người thân thích cùng hàng của bên vợ bên chồng này nhờ mang thai hộ nhất trí là được ạ. Để bên chồng đồng ý nhất trí là được ạ. Ở cái độ tuổi phù hợp thì mới thành công được. Thì tôi chọn đáp án đã được tư vấn về y tế tâm lý. Theo quy định của pháp luật thì tại khoản 3 điều 95 luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì quy định như sau. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. Thứ hai, đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. Thứ ba, ở một độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ. Thứ tư, trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. Và cuối cùng là đã được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý. Trong câu hỏi thì cái phần câu D chỉ được tư vấn về y tế và tâm lý, bỏ qua phần pháp lý. Nên là câu trả lời ở đây là đáp án D. Vâng, như vậy là ở câu hỏi này với câu trả lời là đã được tư vấn về y tế, về tâm lý là đáp án đúng. Xin chúc mừng cô. Cô Lịch đã cho thêm vào tài khoản của mình 5 triệu đồng. Chỉ một câu trả lời nữa thôi mà đúng. Đến câu thứ 3, mình sẽ có một cái quyền nữa là quyền được đổi câu hỏi. Nếu như cảm thấy nó khó quá hoặc là muốn tìm câu hỏi đặc biệt hoặc muốn tìm câu hỏi đồng đội. Tiếp tục câu thứ 3, cô sẽ chọn số mấy nào? Vậy tôi sẽ chọn câu số 7. Câu hỏi trị giá 2 triệu đồng. Đây là câu hỏi độc đắc. Đó, giá trị ở chỗ đấy. Anh An kết hôn với chị Minh được 4 năm thì bị mắc bệnh tâm thần. Thương chị Minh, bố mẹ anh An gợi ý hai anh chị ly hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Nhưng ai có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn? A. Chỉ vợ chồng anh An, chị Minh mới có quyền yêu cầu ly hôn. B. Hai vợ chồng và cha mẹ hai bên có quyền yêu cầu ly hôn. C. Hai vợ chồng, cha mẹ hai bên và những người thân thích khác có quyền yêu cầu ly hôn. D. Hai vợ chồng, cha mẹ hai bên và những người thân tích khác có trách nhiệm yêu cầu ly hôn. Cô Lịch có biết câu hỏi độc đắc giá trị nó là bao nhiêu không? Nói là 10 triệu thì tôi chỉ biết thế thôi. 10 triệu lại cộng với cả 2 triệu của câu hỏi đấy nữa. Câu hỏi này là có tận 12 triệu cơ. Hiện tại thì cô cảm thấy mình có hồi hộp. Cái trường hợp này tôi ít gặp. Cho nên là tôi cũng hết sức bình tĩnh để nghiên cứu thêm. Thì theo tôi á, thì là chỉ hai vợ chồng mình mới có cái quyền yêu cầu ly hôn thôi. Mà một tôi người đã như tâm thần như thế thì làm sao thỏa thuận được? Không, để tôi lại nói như này. Tuy người ta là tâm thần đấy, với cái pháp luật của nhà nước vẫn đang là một đôi, mà một bên đồng ý một bên chưa đồng ý thì chưa chắc đã giải quyết được. Thì theo tôi á, thì sống chung cùng với cha mẹ đôi bên thì đương nhiên là hai vợ chồng cùng với cha mẹ đôi bên đồng ý thì chúng ta chia tay nó dễ hơn. Phương án B ạ. B, đáp án B. Vâng. Cô Thìn, với câu hỏi này thì cô có ý kiến gì không? Nếu như được là người chơi chính thì cô sẽ chọn đáp án nào? Vừa rồi là đáp án B, chị chọn đáp án B phải không ạ? Tôi vừa mới chọn phương án B. Vâng. Vâng, và sự đồng ý của hai vợ chồng và cha mẹ đôi bên. Thì tôi cũng đồng ý với cái phương án B, tức là phải sự đồng ý của hai vợ chồng và bố mẹ đôi bên. Kể cả vợ hoặc là chồng bị tâm thần mà một bên không đồng ý nhưng mà bố mẹ hai bên đồng ý vẫn được là ly hôn. Tức là bố mẹ cũng có quyền xin ly hôn. Tức là ở câu trả lời này thì cả hai cô đều có chung một quan điểm là hai vợ chồng cùng với cả bố mẹ hai bên là sẽ có trách nhiệm, là sẽ có thể tham gia vào cái việc quyết định việc ly hôn hay không. Tôi phải giải thích một chút, pháp luật đã quy định rồi
là người bị mắc bệnh tâm thần sẽ không được tham gia các cái giao dịch dân sự và các giao kết của dân sự. Và trong trường hợp này thì chị Minh không có quyền để được yêu cầu ly hôn. Vấn đề thứ hai đó là khi người vợ bị mắc bệnh tâm thần và cha mẹ cũng không còn hoặc là cũng bị mắc bệnh tâm thần thì sẽ lấy đâu ra người để yêu cầu ly hôn. Do đó là cái đáp án C là đáp án đúng, tức là vợ chồng, cha mẹ và người thân thích khác. Xin cảm ơn luật sư Hoàng Trọng Giáp. Thực ra là mình cũng chỉ tính đến chuyện là cha mẹ hai bên và hai vợ chồng thôi. Nhưng mà trong cái luật này thì người ta lại quy định rộng hơn một chút. Đấy, nghe thì nó không phải dễ đâu. Thì như vậy là cô đã có thêm một kiến thức. Còn bây giờ rất tiếc là số tiền 10 triệu ở lại với chương trình. Xin mời cô Bùi Bích Thìn sẽ lên thay chỗ cho cô Nguyễn Thị Lịch. Cô cảm thấy thế nào khi đứng ở vị trí này? Hiểu về luật pháp thì chắc chắn là không có bao giờ mình hiểu được một cách tường tận, bởi vì trong cái cuộc sống của mình thì còn rất nhiều cái bộ luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn không biết có cái trả lời được hay không nữa thì là còn phải tùy thuộc ở cái sự hiểu biết của mình. Bây giờ sẵn sàng chọn câu hỏi chưa ạ? Cô chọn câu hỏi số 4 đi. Câu số 4. Vâng, xin mời câu hỏi số 4. Câu hỏi này trị giá 1 triệu đồng ạ. Nội dung câu hỏi như sau. Anh An là giám đốc một ngân hàng lớn, sở hữu nhiều tài sản. Có chị Bình là nhân viên văn phòng, có nhiều bất động sản. Trước khi đăng ký kết hôn, họ đã tiến hành lập ký công chứng văn bản thỏa thuận chế độ tài sản. Vậy, chế độ tài sản vợ chồng chính thức được sắp là từ thời điểm nào? A. Từ ngày lập ký và công chứng. B. Ngày hai người được thỏa thuận trong văn bản đã ký công chứng. C. Từ ngày đăng ký kết hôn. Và D. Từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tức là hai vợ chồng lấy nhau. Vâng. Và bây giờ là để cho tài sản đấy nó có hiệu lực, nó có quyền sử dụng thì bây giờ họ sẽ đi ra pháp luật để xác lập cái thời điểm. Thì bây giờ thời điểm nào? Vâng, theo tôi là khi mà hai người đã thống nhất mà đã công chứng rồi thì nó có hiệu lực từ ngày lập ký và công chứng. Tức là đáp án gì ạ? Đáp án A. Đáp án A, từ ngày lập và ký công chứng. Vâng. Thế còn Ô Lịch? Tôi thì tôi xin chọn đáp án từ ngày đăng ký kết hôn. Thì lúc ấy mới có hiệu lực. Bởi vì tôi nghĩ là khi yêu nhau, lấy nhau chưa chắc chắn làm bằng cái khi mình đã đăng ký kết hôn, thành vợ, thành chồng rồi thì ta mới có quyền. Vâng ạ. Rất có kinh nghiệm rồi đấy ạ. Đúng rồi, nhìn bây giờ nhìn lại câu hỏi thì mới thấy là nó sai. Vâng. Thế còn cô Thìn, sau nghe cái gợi ý vừa rồi của chính đối thủ của mình ấy, chính người chơi đối diện với mình ấy, thì cô có thay đổi quyết định không? Thì sao nào, đọc lại đi. Cô đọc đi, 6 lần đọc lại rồi vẫn thế. Trước khi đăng ký kết hôn họ đã lập ngưng chứng văn bản. Chắc chắn là vẫn là đáp án D, bởi vì muốn ký bao nhiêu thì ký, mà chưa kết hôn thì không có hiệu lực, khi kết hôn rồi thì mới có hiệu lực. Về vấn đề cái văn bản tài sản đó. Hay quá, ác đấy. Bà Thìn ơi. Dạ. Cái ngày đăng ký kết hôn và cái ngày nhận giấy đăng ký kết hôn là khác nhau đấy nhá. Vâng. Cái ngày nhận thì có thể là tháng sau tôi mới nhận. Vâng. Hoặc là có khi tôi có điều kiện là một thời gian tôi ngày đi chơi. Ngày đăng ký kết hôn, chết rồi. Năm tôi nhận ngày đăng ký kết hôn, đúng rồi. Bà cái gì đăng... nào? Vâng, xin lỗi ạ. Không phải lỗi gì cả. Tôi nghe rồi ạ, vâng. Cái gì? Rồi cái ngày đăng ký mới quan trọng, còn nhận thì có đề hàng năm sau nhận nó được. Nhìn vào trong đấy. Nhưng là đáp án nào, đáp án gì? Đáp án C. C là gì? Là từ ngày đăng ký kết hôn. Chốt lại là đáp án C. C, C. C nhá. Vâng. Sai không đổi nữa đâu nhá. Vâng. Mệnh đề đưa ra là họ đã lập ký và công chứng trước khi đăng ký kết hôn. Và cái đáp án là C. Xin được chúc mừng người chơi và cũng phải chia sẻ cái phần thưởng với anh Tự Long. Đúng rồi đấy, chúc mừng rồi đấy, chúc mừng rồi đấy. Đấy mới là ngày người ta đóng dấu là chứng nhận là kể từ ngày hôm nay hai người thuộc về nhau, tài sản của anh cũng là tài sản của tôi. Còn cái tờ giấy đấy tôi gửi lại ở ban tư pháp ở xã hay là đâu đấy, sang năm tôi đi du lịch về tôi lấy cũng được. Vâng. Bây giờ trong tài khoản của cô Thìn là đã có 6 triệu đồng rồi đấy, chúc mừng cô nhá. Này hình như nhận tiền chẳng vui gì sao nhỉ? Nói vui đến chuyện tiền mà lại cúi xuống dọn sổ sách vui thế này. Vui quá, vừa vui và muốn có lời cảm ơn tất cả cái sự cổ vũ của mọi người và sự chia sẻ của MC. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là cô chọn sẽ là câu hỏi gì? Tôi chọn cô hỏi gần kề của số 4 là số 3. Câu hỏi có trị giá 2 triệu 500 đồng ạ. 2 triệu 500 nghìn, chúc mừng. Chị Xuân và anh Yên kết hôn hợp pháp và đang chung sống với nhau. Tuy nhiên, chị Xuân ngoại tình, hiện mang thai với người đàn ông khác. Trường hợp này, anh Yên có quyền yêu cầu ly hôn với chị Xuân không và vì sao? A. Có, vì chị Xuân ngoại tình, đang có thai với người khác. B. Không,
vì chị Xuân đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. C. Không, vì chị Xuân đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi. Và D. Không, vì chị Xuân đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Khó đấy. Câu này khó đấy, bởi vì những câu hỏi mà theo như là xác định về mốc thời gian ấy thì thường là những câu hỏi khá là khó. Cái nào cũng có lý, mà khi mình chưa hiểu với nó thì đối với mình cái nào cũng đúng, nên là rất là khó. Đây là câu hỏi số 5. Nếu không trả lời được, cô Thìn sẽ lại đổi chỗ cho cô Lịch. Nên là câu hỏi này là một câu hỏi khá là quan trọng đối với cả hai người, đặc biệt là với cô Thìn. Theo tôi, cái trước hết là anh này không được phép ly hôn trong khi chị này còn đang mang thai, mặc dù là mang thai với người khác. Bởi vì sau mang thai là còn phải sinh con. Và tôi hiểu rằng là cái luật pháp của nhà nước Việt Nam ta là kể cả phạm nhân những cái tội phạm đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ nhưng mà vẫn được pháp luật bảo hộ là cho hoãn thi hành án khi mà con còn đang dưới 36 tháng tuổi. Tôi chọn là đáp án D. Đáp án D. Thế còn cô Lịch? Bởi vì ba cái đáp án cuối cùng này A, B, C, D thì cái đáp trên không nói rồi, ba đáp án nai ná như nhau. Mà đang nuôi con dưới 26 tháng tuổi thì 36 tháng tuổi trở lên thì ok, nhưng mới đang là đây là 26 tháng tuổi là cái đáp án cuối cùng là D. Thì theo tôi nhá, thì là cái đáp án theo tôi là đáp án C, là vì chị Xuân này đang có thai và đang sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Dưới 12 là đáp án B. À B à, vâng. Thế tôi chọn phương án đấy. Đáp án B. Tức là cô thì cô chọn phương án đấy. Vâng ạ. Tức là của cô Thìn là dưới 36 tháng. Như vậy là người chơi của chúng ta đã có sự khác biệt. Và đúng hay sai thì có lẽ vẫn phải nhờ đến chuyên gia của chương trình. Về việc quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em và phụ nữ, vì họ là những đối tượng yếu thế và được pháp luật tôn trọng, đề cao và bảo vệ. Khi người vợ mang thai, sinh con và đang nuôi con nhỏ thì gần như không có thời gian để làm việc, kiếm thu nhập. Do đó cần những người chồng ở bên hỗ trợ về mặt tài chính và chăm sóc. Và trẻ em cũng cần có được sự quan tâm từ cả bố mẹ để ổn định và phát triển. Và theo quy định tại khoản 3 điều 51 của luật hôn nhân gia đình thì người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Thế thì như vậy là cô Thìn, người khẳng định phương án D thì đã không chính xác. Và cô Lịch sẽ đổi chỗ cho cô Thìn ở câu hỏi cuối cùng này. Cứ đổi chỗ cho nhau mãi. Như vậy là 5 câu hỏi của chương trình đã qua đi. Và có lẽ là không chỉ riêng những người chơi mà khán giả xem truyền hình thì chắc chắn đã có thêm những vốn kiến thức về luật. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta hiểu được luật thì chúng ta ứng dụng vào cuộc sống nó sẽ đúng mực hơn. Còn bây giờ trở lại với chương trình thì cô sẽ là người chọn câu hỏi số 6. Và câu hỏi cuối cùng của cô sẽ là số mấy ạ? Cô sẽ chọn số 2 chân. Xin mời câu hỏi số 2. Câu hỏi trị giá 2 triệu đồng ạ. 2 triệu đồng. Anh Hà đã ly hôn với chị Linh. Theo yêu cầu của chị Linh, anh Hà có điều kiện kinh tế khá giả hơn, phải cấp dưỡng cho chị. Anh Hà cũng đã đáp ứng yêu cầu trên. Trong các tình huống sau đây, tình huống nào không làm chấm dứt việc cấp dưỡng này? A. Chị Linh đã có việc làm ổn định. B. Chị Linh khó khăn, túng thiếu. C. Chị Linh kết hôn với người khác. D. Chị Linh đi nước ngoài định cư. Vâng ạ. Khá là dài dòng đấy. Vâng, tôi xin đọc lại. Anh Hà đã ly hôn với chị Linh. Trong các tình huống sau đây thì tình huống nào làm chấm dứt việc cấp dưỡng? Cô ơi, dạ. Đây là không chấm dứt chứ không phải là chấm dứt nhá. Vâng, không chấm tức dứt là, tức vâng, là đúng. Cái việc nuôi dưỡng này phải vâng, tiếp tục đấy. Vâng ạ. Chứ không, nếu mà chấm dứt là câu chuyện khác đấy. Vâng, không chấm không dứt. Không làm chấm dứt, đúng rồi. Đấy, giờ thì khá hơn rồi đấy. Hoàn toàn có thể dùng phương pháp loại trừ. Thì tôi thấy này, B thì chị Linh khó khăn, túng thiếu. Thì điều đó thì con gái cũng nói rồi. Thứ C là chị Linh kết hôn với người khác. Theo tôi thì như thế này, tôi chọn phương án C. Vì chị Linh đã đi kết hôn với người khác thì nó lại thêm một cặp vợ chồng khác rồi, thì cái việc này nó sẽ sao nhãng hơn. Dù chị có đi nước ngoài chứ nữa nhưng chị vẫn cứ chăm nom con, chăm sóc chu đáo, hai bên vẫn chăm sóc. Đọc kỹ đầu bài. Vâng, đi. Đây, đọc đây. Chị đi kết hôn với người khác. Kết hôn người khác thì ông kia dở hơi mà đi chu cấp nữa à? Lấy người khác rồi tôi còn phải chu cấp cho bà nữa à? Đây là tiếp tục, tức là không chấm dứt cái việc cấp dưỡng. Tức là lúc nào, trường hợp nào thì anh ấy vẫn phải chu cấp. Thế nên đi lấy chồng khác mà tôi vẫn chu cấp, ông ấy có vấn đề về thần kinh. Theo tôi á, thì là tôi sẽ chọn cái phương án là chị Linh cũng đi nước ngoài để định cư.
Úi giời ơi, chả hiểu gì cả, phân tích từ nãy giờ rồi. Chị Linh đi nước ngoài đâu mà đi nước ngoài? Chị Linh đi nước ngoài định cư đây ạ? Đã đi nước ngoài rồi thì ai người ta yêu cầu cấp dưỡng làm gì nữa? Ba là chị Linh kết hôn với người khác. Và đây là chị Linh đi nước ngoài định cư. Thôi được rồi. Cô Linh, câu trả lời cuối cùng của cô là gì ạ? Thôi, trong bốn cái đáp án này thì tôi có khả năng là tôi sẽ chọn là... Chọn là gì? Khó, thực sự khó. Khó à? Cô này kết hôn thì không ai chu cấp cho người đi lấy người khác nữa rồi. Chị này đã đi nước ngoài thì không biết địa chỉ ở đâu mà cung cấp. Vậy thì đáp án nào? Tôi chọn án B ạ. Vì sao lại chọn B hả bà Thìn? Tại vì là chị là khó khăn và túng thiếu thường xuyên. Ui, nhiều người khó khăn lắm. Sao ôi, nhiều người khó khăn. Trong trường hợp hai vợ chồng này còn nhiều ai vắng. Thế đáp án của cô Linh là gì? Tôi cũng chọn là B ạ. B à? Vâng, từ ban đầu tôi đã chọn. Chốt lại đấy. Chốt ạ. Trong trường hợp này thì cái đáp án B là đáp án đúng theo quy định tại điều 115 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì quy định rằng là khi ly hôn vợ hoặc chồng gặp khó khăn túng thiếu thì người còn lại sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng theo yêu cầu của người kia. Trong cái trường hợp này thì ba đáp án còn lại là những đáp án sai. Đây là đáp án chính xác đúng không ạ? Nhưng mà tôi chọn trước đó mà. Tôi chọn trước chị cơ mà. Đúng rồi, cô chọn trước là chọn có đúng lẽ, rồi. Có lẽ nhưng mà chọn thế để tham khảo thôi. Thế à? Vì người chơi chính ở trên này thì là người ta trả lời. À vâng. Đúng ra là phải chọn sai, chọn thế là gợi ý cho người ta đấy. À, không phải ạ, tôi xin lỗi. Tôi rất tỉnh táo. Tuy năm nay 76 nhưng tôi rất tỉnh táo. Câu B này tôi nói ngay đầu tiên. Xong thì bà lại nói câu khác. Xong mới đến câu B đấy ạ. Bà đi đúng ạ. Mọi người khán giả. Cô Linh ơi. Đúng hay sai thì cái cuối cùng là đáp án cô chọn. Lắm khi hai cô chọn đúng và lắm khi hai cô chọn sai cả chứ. Còn cô Thìn, cô tư vấn đúng. Thậm chí cô tư vấn sai được. À, tưởng là người chơi chính không trả lời đúng thì mình có quyền chọn đáp án. Mình lên đây mình mới được trả lời. Này mới gọi là lần sau lại xin đi thi tiếp. Đúng rồi, lần sau lại thi tiếp và lần sau thì còn lâu tớ mới nói còn đúng không? Lâu mới đến. Lần sau thì tớ mới hãy nói. Chờ đấy. Như vậy là với những gì mà chuyên gia của chương trình đã đưa ra thì đáp án B là đáp án hoàn toàn chính xác và cô đã nâng số tiền thưởng của mình lên 8 triệu đồng. Chúc mừng cô Linh. Hôm nay cả hai người chơi cũng đã cho chúng ta thấy được rằng là các cô rất có kiến thức về pháp luật và về xã hội. Và lúc này xin mời hai người chơi chính sẽ cùng xuống để nhận kỷ niệm chương của chương trình. Xin cảm ơn hai người chơi chính, xin cảm ơn tổ tư vấn, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã và đang theo dõi chương trình. Chương trình có sự phối hợp của đề án 1371, vụ pháp chế Bộ Quốc phòng cùng Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, được phát sóng vào 17 giờ trên VTV3 vào Chủ nhật hàng tuần. Lúc này chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.